Thay mặt những người thực hiện chương trình Ngày Mới của kênh truyền hình BRT, kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả và thành công. Cảm ơn quý vị đã chọn kênh BRT để cập nhật thông tin thời sự trước khi khởi đầu ngày mới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nhân vật rất nổi tiếng trong lĩnh vực y khoa, người đã thực hiện hàng trăm ca ghép tạng, cứu sống hàng ngàn người. Tiếp đó, chúng ta sẽ đến thăm một công ty trách nhiệm hữu hạn Dofla châu Á để tìm hiểu văn hóa an toàn tại đây. Gõ cửa ngày mới hôm nay tiếp tục đề cập đến một vấn đề nóng tại Bà Rịa Vũng Tàu, đó là vấn đề xử lý chất thải y tế. Hồ sơ xin việc sơ sài, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng phỏng vấn là những nguyên nhân khiến nhiều người mất đi cơ hội việc làm tốt, nhất là sinh viên mới ra trường. Vậy làm sao để khắc phục tình trạng này? Phần chia sẻ hôm nay sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin hữu ích. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình. Trước tiên là phần điểm lại những ghi nhận nổi bật trong 24 giờ qua. Bà Rịa Vũng Tàu chấn chỉnh công tác đo vẽ tách thửa. Đến tháng 6 năm 2019 sẽ khắc phục xong tình trạng ngập nước và ô nhiễm tại tuyến đường liên xã Phước Hưng, Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Những thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ được chúng tôi cập nhật đầu tiên trong vòng quay 24 giờ. Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 32 của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới. Nghị định mới khắc phục những tồn tại hạn chế chồng chéo trong các nghị định và quyết định cũ. Đó là tình trạng trùng lắp nguồn kinh phí chi thường xuyên cho cùng một nội dung hay một danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nhưng lại có hai khái niệm khác nhau và tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng khác nhau. Việc ban hành nghị định số 32 cũng nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ công của nhà nước. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc đang trực tiếp quản lý bảo vật quốc gia tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia. Trong đó, Bộ lưu ý các địa phương phải có biện pháp phòng chống cháy nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật này. Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia, cần xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình đặc biệt cho việc quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia, gắn với việc tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa. Nối tiếp chương trình là những thông tin trong tỉnh được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về danh mục dự án có thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng diện tích đất thu hồi trong 6 tháng cuối năm 2019 là 1.225 ha để thực hiện 34 dự án. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong 6 tháng cuối năm 2019 là hơn 68,5 ha để thực hiện 21 dự án. Sau khi xem xét danh mục các dự án có thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua danh mục này theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán Nhà nước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2019 cho 250 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự lễ khai giảng. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2019, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, đại biểu Hội đồng nhân dân có vai trò quan trọng đại diện cho người dân quyết định nhiều vấn đề trong đời sống xã hội. Vì thế, các đại biểu cần phải thường xuyên nâng cao các kiến thức xã hội, pháp luật, năng lực hoạt động để đưa những quyết định các vấn đề một cách chính xác. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân đợt này dành thời gian và tập trung vào nghiên cứu các thông tin mà các báo cáo viên cung cấp để nâng cao kiến thức thực hiện tốt hai chức năng quyết định và giám sát của mình. Lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2019 diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Tại cảng dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức lễ phát động chương trình
Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tham dự lễ phát động có chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, chính ủy quân chủng Hải quân, chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, tư lệnh vùng 2 Hải quân, chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, chính ủy vùng 2 Hải quân, ông Lê Tuấn Quốc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo bà con ngư dân trên địa bàn huyện Long Điền. Phát biểu tại lễ phát động, chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, chính ủy Hải quân khẳng định vị trí tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền an ninh. Trong 10 năm trở lại đây, quân chủng Hải quân đã tổ chức 1.200 đợt với trên 30.200 lượt cán bộ chiến sĩ, gần 550 lượt tàu, 19 lượt máy bay, hàng trăm xe ô tô, các loại xuồng để tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa gần 2.000 người, cứu kéo khắc phục hơn 250 phương tiện bị nạn. Cũng tại buổi lễ phát động, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển giai đoạn 2019-2020. Nhân lễ phát động, Vùng 2 Hải quân đã tặng 10 phần quà hỗ trợ cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Điền. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục 3A báo cáo đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương. Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đặt mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp đạt 4,07% năm, đưa tỷ trọng giá trị sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chiếm trên 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp lên gấp 1,3 lần so với hiện nay và có 30% sản phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng. Đến năm 2030, tỉnh vận động trên 50% doanh nghiệp đang hoạt động đủ điều kiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đăng ký để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Số lao động qua đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50%. Xây dựng đưa vào hoạt động 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích dự kiến quy hoạch hơn 5.095 ha. Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, làm nòng cốt hỗ trợ hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho người nông dân trên địa bàn và 7 vùng nói trên. Kết luận cuộc họp về đề án, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban soạn thảo đề án cần nghiên cứu, đánh giá được thực trạng phát triển nông nghiệp và những yêu cầu đặt ra đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh, đưa ra những dự báo liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, tổng dự toán và khả năng thu hút đầu tư cho từng lĩnh vực, sau đó hoàn thiện đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành liên quan để nghe Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn báo cáo dự thảo tờ trình nghị quyết về quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu của nghị quyết là hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó tập trung cho các đối tượng hộ nghèo ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hỗ trợ cho khoảng 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn. 500 hộ được hỗ trợ mô hình từ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm góp phần từng bước nâng cao mức sống, tăng thu nhập cho người nghèo gần với mức sống chung của xã hội. Theo dự thảo nghị quyết, mức hỗ trợ tối đa là không quá 300 triệu đồng một mô hình. Đối với dự án chăn nuôi, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng một hộ. Đối với dự án trồng trọt, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng một hộ. Mức chi cho việc xây dựng và quản lý dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở ngành, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua tờ trình, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoàn chỉnh dự thảo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Khối thi đua số 7 gồm các đơn vị Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 vào chiều nay. Các đơn vị trong khối thi đua số 7 của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung trọng tâm gồm thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đổi mới phong cách thi đua yêu nước, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ,
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, hoàn thiện tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua trong khối. Thưa quý vị, thời gian qua, việc giải quyết thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quyết định số 23 ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người dân đã lợi dụng quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp để san lấp mặt bằng, phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh vừa có văn bản chấn chỉnh công tác đo vẽ tách thửa tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Đăng ký Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, khi tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai không được phép đo vẽ thửa đất có hình dáng là đường giao thông và thửa đất nông nghiệp sau khi tách, không được sử dụng làm đường giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đối với hồ sơ tiếp nhận và đã đo vẽ trước ngày 1 tháng 6, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp huyện phải lập danh sách, báo cáo Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên Môi trường hoặc hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định. Thưa quý vị, vào tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình hình nước thải gây ngập tuyến đường liên xã Phước Hưng, Phước Tỉnh, huyện Long Điền, gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc. Sau khi phóng sự phát sóng, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực trạng tuyến đường này và yêu cầu huyện Long Điền sớm có giải pháp khắc phục. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã tổ chức họp để bàn giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước của tuyến đường liên xã Phước Hưng, Phước Tỉnh nhằm cải thiện tình trạng ngập úng và ô nhiễm tại đây. Sau khi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ứ đọng nước và ô nhiễm môi trường trên tuyến đường liên xã Phước Hưng, Phước Tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện làm việc với đơn vị thi công tiến hành nạo vét tuyến mương. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện làm việc với Công ty thoát nước đô thị tỉnh nạo vét các tuyến cống thoát nước của các tuyến đường cắt ngang với đường liên xã. Hai xã Phước Hưng, Phước Tỉnh phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tăng cường tuyên truyền cho người dân không đổ rác, xả bần làm tắc nghẽn dòng chảy, đồng thời tiến hành kiểm tra các cơ sở chế biến hải sản nhằm không cho các cơ sở này đấu nối và thoát nước thải ra vào hệ thống mương. Tôi có trao đổi với Chủ tịch Ủy ban xã Phước Tỉnh cùng phối kết hợp để mà kiểm tra xử lý để cho nó hạn chế việc ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, và đặc biệt đó là giáp ranh giữa hai xã Phước Hưng, Phước Tỉnh đang trên đà lại xây dựng nông thôn mới cái giai đoạn 19-20 này. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Long Điền cho biết, năm nay tiến độ khắc phục tình trạng ứ đọng nước và ô nhiễm môi trường trên tuyến đường liên xã Phước Hưng, Phước Tỉnh đã đạt khoảng 70% và dự kiến sẽ hoàn thành công việc này vào đầu tháng 6 năm 2019. Thưa quý vị, người lao động làm việc trong môi trường mất an toàn, làm việc trong điều kiện độc hại nguy hiểm sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp. Xây dựng và duy trì văn hóa an toàn, cải thiện môi trường tại nơi làm việc là xu hướng tất yếu, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và người lao động. Câu chuyện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dofla châu Á mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị hôm nay là một ví dụ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dofla châu Á chuyên sản xuất sô-cô-la và phụ kiện trang trí từ sô-cô-la. Hiện công ty có khoảng 350 lao động. Tại Dofla châu Á, công tác an toàn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Do vậy, ngay từ khi đi vào hoạt động, công ty đã thành lập bộ máy quản lý an toàn vệ sinh lao động và dành nguồn kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm cho công tác này. Các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều được kiểm định đầy đủ và kiểm tra thường xuyên. Người lao động được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động hàng năm và được cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dofla châu Á, việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động của người lao động đã trở thành một thói quen, một nét văn hóa được duy trì và đi vào nề nếp. Công ty này có trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị này nọ đảm bảo về sức khỏe này của công nhân hết toàn bộ. Là một phần là công nhân cũng chấp hành toàn bộ nghiêm chỉnh tất cả luật và quy định của nội dung công ty đưa ra, nên là chứ là môi trường làm việc của công ty rất là thoáng mát, đảm bảo được sức khỏe cho công nhân nữa, nên là em cảm thấy đây là môi trường làm việc rất là tốt,
Theo tôi đánh giá thì đó rất là cái cốt lõi, thì vì khi người lao động có đủ sức khỏe thì họ sẽ có khả năng làm được những cái sản phẩm tốt, và cái khi mà cái vệ sinh an toàn lao động nó tốt thì nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động là một, và là cái nữa là không có ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất của công ty. Không chỉ đảm bảo an toàn lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Dupla Châu Á còn chú trọng đến việc cải thiện môi trường làm việc cho công nhân nhằm phòng tránh bệnh nghề nghiệp. Xung quanh trụ sở, công ty trồng nhiều cây xanh thảm cỏ nhằm tạo môi trường thoáng mát trong lành. Kết quả đo đạt các yếu tố môi trường lao động hàng năm tại công ty đều đạt yêu cầu. Song song đó, công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, có chế độ bồi dưỡng cho người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Từ khi thành lập vào năm 2010 đến nay, công ty chưa xảy ra vụ tai nạn lao động và chưa phát hiện trường hợp bệnh nghề nghiệp nào. Tôi thấy thì công ty tạo môi trường rất là tốt cho công nhân viên. Ví dụ như các chất độc hại ấy, thì tôi thấy là giống như là không có mùi này kia, rồi không khí thì mát mẻ. Còn ví dụ như người lao động thì được cấp đồng phục và các bảo hộ lao động đầy đủ hết và cũng được thay định kỳ theo hàng năm. Từ lúc công ty thành lập cho tới giờ thì cũng chưa có cái vụ là tai nạn lao động xảy ra ở đây lần nào hết. Nên là theo tôi đánh giá thì công ty là có một môi trường làm việc rất là tốt. Với những nỗ lực của mình, đầu tháng 5 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Dupla Châu Á được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương là doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Tiếp tục câu chuyện Ai Thế Nào Vì Sao Hôm Nay là một nhân vật rất nổi tiếng trong lĩnh vực y khoa, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực nữa thưa quý vị. Theo thống kê thì đến đầu năm nay, Việt Nam đã thực hiện hàng ngàn ca ghép tạng. Riêng tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã tiến hành thực hiện 756 ca ghép tạng, cứu sống hàng ngàn người. Một trong số những y bác sĩ gieo mầm hy vọng cho nhiều bệnh nhân suy tạng đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép Tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đó là những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép Tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Gắn bó với ngành ghép tạng hơn 20 năm, anh cùng đồng nghiệp đã thực hiện hàng ngàn ca bệnh khó, như hai bệnh nhân nhận gan từ một người hiến chết não. Lần đầu tiên, kỹ thuật này được thực hiện tại Việt Nam, làm nên kỳ tích cho ngành ghép tạng. Xuất phát điểm kỹ thuật này là vì cái nguồn tạng của chúng ta rất là hạn chế. Mỗi một năm thì cái nhu cầu ghép rất là nhiều, trong đó thì cái nguồn tạng thì rất là ít, đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy nên là chúng tôi muốn tăng cái số lượng tối đa những người có thể nhận tạng được từ người hiến chết não. Đấy là nguồn tạng hết sức quý giá. Theo thống kê của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hiện cả nước có hơn 6.000 người cần ghép gan, 4.000 đến 5.000 người cần ghép tim và hàng chục ngàn người cần ghép thận. Mặc dù số ca ghép có tăng sau mỗi năm, nhưng con số này vẫn khiến Phó Giáo sư Tiến sĩ Quang Nghĩa trăn trở. Bởi số nguồn mô tạng hiện còn khan hiếm và ước muốn của anh làm sao để có nhiều nguồn tạng hơn, làm sao để nâng cao nhận thức xã hội về nghĩa cử cao đẹp này. Thì chúng tôi mong muốn là tăng tối đa cái số lượng người hiến từ người cho chết não. Đấy là những người không may mà bị tai nạn giao thông hoặc là bị bệnh lý về mạch máu não chẳng hạn. Thì những người đó mà không may mà mất đi mà nguồn tạng thì hoàn toàn có thể để lại và cứu sống được khoảng từ 4 đến 5 bệnh nhân. Do gắn bó với những bệnh nhân nặng, thường phải can thiệp cắt 3-4 tạng vì ung thư di căn, nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Quang Nghĩa ý thức rằng sự nỗ lực của y bác sĩ sẽ đem lại tia hy vọng cho bệnh nhân suy tạng. Chúng ta biết là cái thận nó là quá thường quy rồi, nhưng anh cũng luôn luôn có những sáng tạo, có những cải tiến để làm sao mà cho cái ghép thận trở nên tốt hơn nữa và luôn luôn cập nhật để làm sao cho cái ngành ghép tạng của ta nó đạt được cái vị thế có thể có tiếng nói trong khu vực và trên thế giới. Tuyên truyền cho người dân hiểu về việc cho tạng, chuyển giao kỹ thuật để có nhiều cơ sở thực hiện được ghép tạng thường quy, cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng là những định hướng trong thời gian sắp tới của Phó Giáo sư Quang Nghĩa. Mặc dù anh biết đây là cả quá trình gian nan và khó khăn, song niềm tin, niềm hy vọng về cuộc sống tươi sáng cho những bệnh nhân suy tạng chắc chắn sẽ tạo động lực mới giúp anh viết tiếp những kỳ tích cho ngành ghép tạng Việt Nam. Ngày mới tiếp tục cập nhật cùng quý vị những diễn biến đáng chú ý của thế giới trong bản tin Thế giới 360 độ. Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc.
chưa có khung thời gian khôi phục hoạt động của Boeing 737 Max. Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh bé nhất thế giới. Thuốc lá cướp đi sinh mạng của 8 triệu người mỗi năm. Thông tin cập nhật đầu tiên trong thế giới 360 độ sáng nay liên quan đến những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước nguy cơ Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, nhằm đáp trả, Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa có bản báo cáo gửi Quốc hội đánh giá về tình hình nhập khẩu đất hiếm của Mỹ, cũng như các biện pháp giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết chi tiết về báo cáo đánh giá về tình hình nhập khẩu đất hiếm của Mỹ vừa gửi lên Quốc hội, dù khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng thống, Quốc hội và các ngành công nghiệp để giảm thiểu sự phụ thuộc của Mỹ về đất hiếm đối với Trung Quốc. Báo cáo được gắn với một chương trình liên bang nhằm tăng khả năng sản xuất đất hiếm trong nước thông qua các ưu đãi kinh tế. Đất hiếm là một hợp chất quan trọng trong sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao và thiết bị quân sự. 80% đất hiếm được Mỹ nhập khẩu giai đoạn 2014-2017 là từ Trung Quốc. Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc khôi phục hoạt động của dòng máy bay 737 Max, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ. Trong thông báo mới nhất, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA bày tỏ hy vọng dòng máy bay này sẽ được nối lại hoạt động vào tháng 8 tới đây. Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, ông Alexander Dershowitz cho biết, Hiệp hội này hy vọng Boeing 737 Max sẽ được trở lại đường băng trong vòng 10 đến 12 tuần tới. Tuy nhiên, an toàn phải là ưu tiên chính, nên việc cho phép Boeing 737 Max hoạt động trở lại sẽ thuộc về các cơ quan quản lý. Theo kế hoạch, IATA sẽ tổ chức một hội nghị với các hãng hàng không, các cơ quan quản lý và tập đoàn Boeing trong vài tuần tới để thảo luận về những vấn đề cần thiết cho việc khôi phục hoạt động của máy bay 737 Max. Trước đó, cơ quan hàng không liên bang Mỹ dự kiến sẽ cho Boeing 737 Max lăn bánh trở lại vào cuối tháng 6, sau nhiều tháng bị đình chỉ bay ở nhiều nước vì xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp ở Ethiopia và Indonesia chỉ trong vòng 5 tháng. Chuyển sang những thông tin khác. Philippines vừa thông qua một đạo luật có tên Di sản tốt nghiệp cho hành động vì môi trường. Theo đó yêu cầu mỗi học sinh sinh viên năm cuối cấp tiểu học, trung học và đại học phải trồng ít nhất 10 cây xanh. Đây cũng là điều kiện để các em được phép tốt nghiệp. Giới chức trách Philippines khẳng định nếu người dân tuyệt đối tuân thủ quy định đạo luật di sản tốt nghiệp cho hành động vì môi trường, thì Philippines sẽ có thêm 525 tỷ cây xanh được trồng mới, tính theo từng thế hệ. Cây trồng mới sẽ có mặt trong rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, phạm vi quân sự và thậm chí những khu vực khai thác bị bỏ hoang. Cây xanh sẽ được lựa chọn để phù hợp với từng thời điểm, khí hậu và địa hình, trong đó thực vật bản địa sẽ được ưu tiên. Ngoài tác động hấp thụ carbon, giới chức Philippines hy vọng đạo luật mới sẽ giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức và bảo tồn môi trường cho những thế hệ tương lai. Điều kiện sống của trẻ em trên toàn thế giới đã được cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2018-2019 và đây được xem là một trong những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em trong gần 20 năm qua. Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế cho biết, lần đầu tiên kể từ năm 2000, điều kiện sống của trẻ em tại 173 trên 176 quốc gia đã được cải thiện với các chỉ số đáng khích lệ như số lượng trẻ tử vong hàng năm giảm 4,4 triệu trường hợp, số trẻ kết hôn ở tuổi vị thành niên giảm 11 triệu trường hợp và mỗi năm có thêm 115 triệu em nhỏ được đến trường. Xét về tổng thể, khoảng 280 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang được sống trong điều kiện tốt hơn hẳn so với giai đoạn năm 2000. Châu Phi, khu vực thường trực được xem là khó khăn nhất đối với trẻ em, đã ghi nhận bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế, tại một số nước đang có nội chiến và khó khăn kinh tế, điều kiện sống của trẻ em lại đang bị giảm xuống. Với trọng lượng chỉ 245 gram, tương đương trọng lượng một trái táo lớn, bé gái nhỏ nhất thế giới được sinh ra tại một bệnh viện ở bang California, Mỹ, mới đây đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, sau gần nửa năm được nuôi dưỡng đặc biệt. Đây là hình ảnh của bé gái Sepi, cái tên thân mật mà đội ngũ y bác sĩ dành cho em. Cuối năm ngoái, Sepi đã chào đời dù chỉ đang ở tuần thai thứ 23 do mẹ em bị tiền sản giật và huyết áp cao. Sức sống kỳ diệu của Sepi là điều khiến mọi người bất ngờ, bởi ngay khi chào đời, bác sĩ đã thông báo người nhà chỉ có 1 giờ bên em. Thế nhưng, 2 giờ, 1 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, Sepi tiếp tục lớn lên trong bình an và khỏe mạnh. Sau gần 5 tháng điều trị đặc biệt trong bệnh viện, Sepi đã được xuất viện hồi đầu tháng này với cân nặng là 2,2 kg. Thuốc lá đang là nguyên nhân khiến 8 triệu người thiệt mạng mỗi năm.
Đây là con số được Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra trong Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Có thể nói con số này sẽ là lời cảnh tỉnh đối với tất cả những ai vẫn đang duy trì thói quen nguy hiểm này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hơn 60.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong vì các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp do hít phải khói thuốc thụ động. 40% số nạn nhân của khói thuốc nói chung tử vong vì các bệnh liên quan đến phổi. Hiện trên thế giới có khoảng 1,1 tỷ người hút thuốc lá. WHO cũng cho biết các quốc gia càng kém phát triển, số người hút thuốc càng tăng lên. Ngoài ra, WHO cũng khẳng định chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thuốc lá điện tử an toàn hơn so với thuốc lá thường. Do đó, cần đưa thuốc lá điện tử vào diện bị hạn chế như thuốc lá thông thường. Thưa quý vị, bên cạnh những bộ phim tình cảm lãng mạn hay làn sóng thần tượng K-pop, thì Hàn Quốc còn rất nổi tiếng với một nền ẩm thực đa dạng và phong phú. Dân, tôi cũng cùng chung nhận định với Mỹ Quyên. Ẩm thực Hàn Quốc quả thật là rất hấp dẫn mọi người. Không chỉ riêng tôi mà nhiều du khách nước ngoài khi đến với xứ sở kim chi cũng có chung niềm đam mê với các món ăn địa phương hơn là việc mua sắm. Trước đây khi nghĩ đến Hàn Quốc, điều đầu tiên mà các du khách đến đây muốn làm nhất đó là mua sắm. Tuy nhiên giờ đây nhiều du khách cho biết thưởng thức ẩm thực địa phương là chính là điều thú vị nhất trong chuyến đi tới quốc gia này. Theo một khảo sát thực tế, trong năm 2018, 30% du khách được hỏi cho biết ẩm thực Hàn Quốc là điều mà họ yêu thích nhất khi đi du lịch. Myeongdong là khu phố nổi tiếng với các du khách nước ngoài bởi ở đây bán vô vàn những món ăn đường phố hấp dẫn như món bánh gạo, tteokbokki nổi tiếng hay món há cảo chiên. Từ những món ăn truyền thống như bánh rết kim chi cho đến những món ăn hiện đại như gà rán tẩm vị, ẩm thực đường phố Hàn Quốc đang dần trở nên đa dạng hơn nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều thực khách. Hầu hết các món ăn này đều có giá cả rất phải chăng, chỉ khoảng từ $3 một món, phù hợp túi tiền của rất nhiều người. Ngoài ra còn có một số món ăn khác có giá cao hơn, khoảng $15 một món, như tôm hùm nướng phô mai. Tuy nhiên, tiền mặt là điều bắt buộc khi tới đây, bởi các gian hàng thức ăn đường phố hiếm khi có máy quẹt thẻ. Còn đối với người dân Hàn Quốc, việc tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, nhâm nhi một chén rượu và chút đồ nhắm là cách hoàn hảo nhất để kết thúc một ngày. Và đây cũng là một trải nghiệm văn hóa đầy thú vị đối với du khách khi đến xứ sở kim chi. Khép lại bản tin Thế giới 360 độ hôm nay là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2019 vừa đến với thủ đô Moscow của Nga, khiến người dân ở thành phố này được trải nghiệm bầu không khí mùa hè sớm hơn thực lệ. Muốn tránh nóng nhưng không muốn bỏ lỡ bầu không khí đầu hè, giải pháp của nhiều người dân là các công viên và đài phun nước trong thành phố. Đến với những khu vực công cộng ở thủ đô Moscow Nga vào lúc này, mọi người có thể thấy một khung cảnh khá nhộn nhịp với vô vàn những hoạt động. Người lớn đi bộ dưới bóng ô, trẻ em nghịch nước, thanh niên tập thể thao hay đơn giản chỉ là nghỉ ngơi trên thảm cỏ hay bên dòng nước mát lạnh của các đài phun nước. Đợt nắng nóng đầu tiên với sức nóng không quá gay gắt dường như đang mang tới một nhịp điệu tràn đầy sức sống mùa hè cho thủ đô cổ kính của nước Nga. Tuy nhiên, so với mọi năm, đợt nắng nóng này đến sớm hơn và được dự báo sẽ kéo dài khoảng một tuần với nhiệt độ trung bình khoảng 26 độ C. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định giao hàng ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, sẽ chỉ có hơn 31.500 giấy phép cấp cho 28 tỉnh thành phố. Đây là một chủ trương đúng đắn, tuy nhiên quy định mới này sẽ khiến lượng tàu khai thác thủy sản vùng khơi giảm mạnh. Việc giải quyết cơ chế chuyển đổi nghề cho ngư dân, phân bổ và quản lý các tàu khai thác vùng khơi cần được tính toán và giải quyết nhằm đảm bảo đời sống cho bà con ngư dân không bị xáo trộn. Liên quan đến vấn đề này thì báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh lo lắng giới hạn ngạch khai thác xa bờ. Theo thông tin trong bài viết, theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi phải có chiều dài trên 15 mét và công suất 90 mã lực trở lên. Các tàu không đủ kích thước và công suất chỉ được hoạt động khai thác trong vùng biển lộng và ven bờ. Điều này gây không ít lo lắng cho ngư dân, bởi nhiều tàu có công suất lớn nhưng chiều dài không đủ hoặc ngược lại. Nhiều ngư dân kiến nghị, nhà nước bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản vùng biển khơi thì cũng cần phải bảo vệ cả nguồn lợi trong vùng biển lộng và ven bờ. Trước những khó khăn của ngư dân, nhiều địa phương đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét cấp bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho các tỉnh. Hội nghề cá Việt Nam cho rằng hạn ngạch là một trong những công cụ rất quan trọng, nhưng lâu nay chúng ta chưa thực hiện được. Việc phân bổ hạn ngạch sẽ bảo vệ nguồn lợi hải sản đang bị khai thác quá mức. Thực tế thì Thái Lan và các nước đã làm chuyện này từ rất lâu.
Lực lượng khai thác xa bờ của Việt Nam đang quá lớn nên thực chất không quản lý được về nguồn lợi thủy hải sản. Muốn quản lý nguồn lợi thủy hải sản, dù xa bờ hay ven bờ, đều phải có sự phân bổ hạn ngạch cho từng tàu, từng nghề dựa trên cơ sở điều tra nguồn lợi. Việc giao hạn ngạch cho từng tỉnh và từng tàu là công việc phải làm. Nếu không quản lý bằng hạn ngạch thì chỉ sau vài năm sẽ không còn thủy hải sản để đánh bắt nữa. Tuy nhiên hiện nay số tàu hiện tại không đủ tiêu chuẩn là rất lớn. Các tàu này phải chuyển đổi nghề nhưng phải chuyển sang nghề gì thì đây là cả một vấn đề. Vì vậy nhà nước phải hỗ trợ chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân. Mục tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác. Trên báo Thanh Niên có bài viết về cuộc đời những phu vàng ở Quảng Nam. Theo chia sẻ của tác giả bài viết, những phu vàng lúc còn sức khỏe thì bán mạng dưới hầm sâu kiếm tiền. Nếu không may tử nạn, hoặc chủ bãi tức tốc đưa họ về quê để tránh sự truy xét, hoặc phải cô quạnh nằm lại nơi góc rừng. Chính quyền huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, phu vàng chủ yếu là lao động ở phía Bắc. Hàng năm, tổ công tác liên ngành của huyện đều kiểm tra lao động tại các doanh nghiệp khai thác vàng và nhìn nhận có bất cập khi không thể nắm được số lượng lao động, nhưng chưa có hướng giải quyết. Không chỉ dự án ma bùng phát, các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh còn nảy sinh không ngừng loại nhà ba chung, chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng và chung số nhà. Những hộp diêm hình thành, pháp lý chung chạ để những người thu nhập thấp dễ rơi vào bẫy an cư mới. Phản ánh này đang được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh về tình trạng bảo quản trái cây bằng hóa chất độc hại rẻ tiền. Theo thông tin đăng tải trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, để tăng tuổi thọ cho trái cây, nhiều tiểu thương sử dụng hóa chất độc hại để giảm bớt chi phí và giữ trái cây tươi lâu hơn bình thường. Các chuyên gia y tế cho biết, mặc dù người tiêu dùng có rửa kỹ bằng nước sạch hoặc ngâm nước muối cũng không có tác dụng, vì có thể hóa chất độc hại đã ngấm sâu vào ruột trái cây. Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng này, người tiêu dùng nên chọn mua trái cây ở những cửa hàng có tín nhiệm, không nên mua những loại không rõ nguồn gốc. Thưa quý vị, chất thải y tế nếu không được xử lý đúng quy trình sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hại đến sức khỏe của con người và môi trường. Thời gian qua, mặc dù nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được đầu tư hệ thống xử lý chất thải, tuy nhiên công tác xử lý chất thải y tế vẫn bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế. Và hiện tại, cả 4 lò đốt chất thải y tế còn hoạt động đều có vấn đề, chưa kể là quá tải. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đang hướng đến mô hình quản lý và xử lý chất thải tập trung. Giải pháp này cụ thể ra sao? Chúng ta cùng theo dõi gõ cửa ngày mới hôm nay. Theo báo cáo từ Sở Y tế, tỉnh hiện có 979 cơ sở y tế, trong đó có khoảng 110 cơ sở y tế công lập và trên 850 cơ sở y tế tư nhân. Lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở này được thu gom, xử lý tiêu hủy khoảng 400 đến 430 tấn một năm. Do chưa có nơi xử lý tập trung, nên hầu hết các cơ sở y tế tự xử lý bằng lò đốt rác. Tuy nhiên, trong số 13 cơ sở y tế công lập đã có lò đốt, hiện chỉ còn 4 lò đốt hoạt động được. Đó là còn chưa kể, các lò đốt này đều đã qua sử dụng nhiều năm nên đã xuống cấp và hiện đang quá tải. Khí thải từ quá trình xử lý cũng chưa đáp ứng được quy chuẩn môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nguy cơ chất thải y tế tồn đọng trong thời gian tới đang dần hiện hữu. Còn theo Sở Tài nguyên Môi trường, thời gian qua công tác thu gom, vận chuyển chất thải y tế tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót. Toàn tỉnh có 3 công ty thu gom vận chuyển chất thải y tế, nhưng cả 3 công ty đều không đáp ứng được yêu cầu theo thông tư số 58 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quản lý chất thải y tế. Do đó, chưa được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép thu gom, vận chuyển chất thải y tế. Tuy nhiên, các công ty này vẫn đang vận chuyển rác thải y tế từ các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa về xử lý tại bệnh viện Bà Rịa với tần suất 2 đến 3 lần một tuần. Tại huyện Xuyên Mộc, chất thải rắn của các cơ sở y tế được thu gom, vận chuyển về trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc xử lý. Tại Vũng Tàu thì thu gom, vận chuyển về lò đốt bệnh viện Lê Lợi xử lý. Qua công tác thanh kiểm tra của ngành chức năng, công tác xử lý chất thải và khí thải y tế đều chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Chỉ còn một vài 4 cái lò đốt mà hiện nay là vẫn còn khả năng xử lý thôi. Nhưng mà trong quá trình xử lý thì nó cũng có thời điểm là không có đạt cái khí thải ra. Do đó thì tôi nghĩ các lò đốt mà đã thời gian vừa qua mà mười mấy cái đơn vị của ngành y tế đã đầu tư lò đốt thì tôi nghĩ cái này cũng nghĩa là giống như nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Tôi không sợ mà lãng phí là khấu hao về đó chơi. Cái chỗ mấy cái lò đốt bình là trước đây thì dân nó xung quanh nó phản ứng rất nhiều nên chúng ta cũng hạn chế để xử lý tập trung là rất là tốt.
Trước thực tế này, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thực hiện hai giải pháp. Trước mắt là tạm thời giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường Quý Tiến tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đến nơi xử lý, gồm Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Phương tiện vận chuyển là loại xe có thùng kín, xe bảo ôn chuyên dụng hoặc các loại xe được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép chấp thuận bằng văn bản. Các chất thải y tế nguy hại phải được ưu tiên xử lý trong ngày bằng công nghệ lò đốt hai cấp, sơ cấp và thứ cấp, đảm bảo tiêu hủy hoàn toàn các chất thải độc hại, lây nhiễm, còn khí thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Về lâu dài, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan yêu cầu Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm, không khói tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Dự án có công suất xử lý 5 tấn một ngày trong giai đoạn 1, vận hành từ quý 4 năm 2019, công suất 10 tấn một ngày trong giai đoạn 2, vào quý 4 năm 2022. Tại buổi họp bàn kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất để tỉnh cần tính toán phương án giá xử lý phù hợp. Sau khi mà kế hoạch này được ban hành thì các cái như là Sở Y tế cũng là phải làm việc với các cái đơn vị mà nhất công lập để mình làm sao mà với Sở Tài chính để chúng ta ra được cái đơn giá để mà cho được bố trí được cái đủ cái nguồn vốn ngân sách để mà cho được bảo đảm được cái việc mà quản lý cái chất thải y tế nguy hại này. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành liên quan, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến góp ý của các sở ngành, sau đó hoàn chỉnh kế hoạch quản lý chất thải y tế theo quy trình quản lý khép kín, từ nguồn thải đến khâu xử lý chất thải, tránh để phát tán nguồn thải ra ngoài. Về chi phí xử lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì với Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng đưa ra giá tạm tính để sớm triển khai kế hoạch. Tìm kiếm được việc làm phù hợp là mong muốn của tất cả mọi người, đặc biệt là sinh viên mới ra trường. Để có một công việc ổn định với mức thu nhập khá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng làm việc. Tuy nhiên, sinh viên mới ra trường hoặc người mới đi làm thường thiếu kinh nghiệm thực tế. Đặc biệt, rất nhiều người gặp khó khăn khi đi phỏng vấn hoặc chuẩn bị hồ sơ xin việc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người bỏ lỡ cơ hội tìm được việc làm tốt. Để không tuột mất cơ hội khi nộp hồ sơ, hãy tham gia phỏng vấn tìm việc làm. Người xin việc cần phải làm gì, chuẩn bị gì? Hôm nay, tiến sĩ Phạm Văn Tuân, giảng viên trường Đại học Lao động Xã hội sẽ chia sẻ đến quý vị những thông tin và kiến thức cần thiết. Theo tiến sĩ Phạm Văn Tuân, giảng viên trường Đại học Lao động Xã hội, để tăng cơ hội việc làm, sinh viên hoặc người đi xin việc làm cần phải chuẩn bị chỉnh chu từ những việc nhỏ nhất. Trong hồ sơ xin việc cần phải trình bày đầy đủ thông tin về trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm bản thân, những nơi đã làm qua, kể cả thực tập hoặc bán thời gian. Lý lịch đẹp đầy đủ rõ ràng sẽ hấp dẫn nhà tuyển dụng hơn và cơ hội được hẹn phỏng vấn sẽ cao hơn. Trong quá trình trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng, người đi xin việc cần phải thể hiện phong thái, kỹ năng giao tiếp mạch lạc tự tin. Đặc biệt, ứng cử viên phải có những thông tin nhất định về đơn vị mình ứng tuyển. Cái đầu tiên đó là phải có cái sự chuẩn bị, trong đó bao gồm thứ nhất là phải có những cái tìm hiểu về công ty, cũng như là phải tìm hiểu về cái công tác phỏng vấn của cái công ty doanh nghiệp mình ứng tuyển, rồi cũng phải có những cái chuẩn bị về một số những cái câu hỏi, rồi một số những cái câu trả lời, cũng như là chuẩn bị về cái vấn đề về cái hình ảnh của mình khi mà mình xuất hiện trước nhà tuyển dụng như thế nào để mình có thể tạo được ấn tượng đối với họ. Phong thái của ứng viên khi mà đi phỏng vấn tìm việc thì rất là quan trọng, và cái phong thái cần có ở cái người mà đi phỏng vấn tìm việc đó là các em phải thể hiện được cái sự tự tin, phải thể hiện được cái sự năng động và phải thể hiện được cái sự chuyên nghiệp. Ngoài kiến thức chuyên môn, lao động trẻ phải học hỏi và bổ sung nhiều kiến thức cần thiết khác như vi tính, các thiết bị công nghệ và ngoại ngữ để có thể giao tiếp với người nước ngoài, đặc biệt là trang bị cho mình những kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc sau này. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài thì người ta đang rất là chú trọng cái này. Và đây cũng là một cái vấn đề mà các em sinh viên, những cái người mà sắp ra trường và tìm việc thì cần phải hết sức lưu ý. Để mà có thể dễ dàng tìm được việc làm thì tôi nghĩ là sinh viên cần phải trang bị một số kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp,
rồi kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, và bên cạnh đó thì là những cái kỹ năng như kỹ năng tổ chức công việc, rồi kỹ năng quản lý bản thân cũng đều hết sức cần thiết đối với lại các em để có thể dễ dàng tìm được việc làm. Tiến sĩ Phạm Văn Tuân lưu ý những người phỏng vấn nên kết nối với các nhà tuyển dụng sau quá trình phỏng vấn bằng cách như viết thư email hoặc điện thoại cảm ơn, ngay cả khi mình không được tuyển dụng. Đây là cách để tạo ấn tượng, thiện cảm cũng như tăng giá trị bản thân với nhà tuyển dụng, đồng thời tăng cơ hội xin việc làm cho lần sau nếu như lần đầu chưa thành công. Mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc nên các bạn sinh viên cần đầu tư vào kỹ năng mềm để ghi điểm với nhà tuyển dụng. Hãy thể hiện mình sẽ là một nhân viên chuyên nghiệp, có tiềm năng và có thể đào tạo được. Và các bạn cũng đừng quên PR cho bản thân mình bằng cách là trình bày những kỹ năng ấy phù hợp với vị trí tuyển dụng như thế nào. Điều đó sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng và giúp bạn trở thành ứng viên tiềm năng hơn. Hy vọng chúng tôi vừa cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích. Ngày mới sáng nay tiếp tục cập nhật thông tin giá cả một số mặt hàng đang có nhiều biến động tại Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành trong cả nước. Hiện thanh long vẫn đang được các cơ sở doanh nghiệp thu mua với mức cao kỷ lục từ 23.000 đến 24.000 đồng một ký, tăng 4 đến 5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, giá giải thiều cũng đang ở mức cao. Hiện giá bán giải thiều tại vườn chợ thu hoạch là 40.000 đồng một ký, gấp 3 lần so với mùa giải năm ngoái. Thị trường cao su nguyên liệu trong nước vẫn tiếp diễn trạng thái trầm lắng. Tại thủ phủ cao su Bình Phước, hoạt động cạo mủ mới bắt đầu trở lại. Giá mủ nước ở mức 290.000 đồng một độ. Giá mủ tại Đồng Nai không thay đổi ở mức 12.000 đồng một kg, tương tự như giá tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Giá lúa tươi ở mức 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Gạo chất lượng cao và gạo thơm đặc sản ở mức 13.000 đồng một ký. Dự báo giá lúa gạo trong nước có thể giảm trong tháng tới do thu hoạch vụ hè thu khiến nguồn cung gia tăng. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31 tháng 5, hôm nay mưa giảm nhẹ so với những ngày qua, tuy nhiên mưa sẽ tăng trở lại vào ngày mai do tác động của rãnh áp thấp ở phía Bắc và hoạt động của trường gió Tây Nam. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm, có nơi xuất hiện mưa to và dông, kèm theo các nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng, tuy không xảy ra nắng nóng, nhưng khu vực phía Bắc thời tiết khá oi bức. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, chạm ngưỡng nắng nóng. Các khu vực khác, mức nhiệt từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, trời nắng, có mưa rào nhẹ và dông. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy, sấm sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ, độ ẩm tương đối từ 75 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, trời nắng, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 80%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Thời điểm này đã bước vào mùa mưa bão, bà con ngư dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Tại Vũng Tàu ngày 31 tháng 5 năm 2019, mực nước cao nhất 370 cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút, thấp nhất 190 cm xuất hiện lúc 18 giờ 0 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.